Rồi, hello, chào mừng quý chị đã trở lại với kênh Mỹ Mô Tô của em nha. Hôm nay thì em tiếp tục trở lại Bình Dương, cửa hàng xe mới nè anh chị ơi. Và hôm nay sẽ cập nhật cũng như là những cái mẫu xe X-Center bản 2024 nha anh chị. ABS luôn nè. Những cái màu mới hôm nay là lên khá là nhiều anh chị. Hôm nay mình sẽ đồng hành với Trinh, sẽ cập nhật chi tiết giá tháng hôm nay là tháng 10 ha em. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi, em chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã đến với video này Trinh. Thì ở video này em Trinh sẽ quay về cái dòng xe Tông 555 phiên bản 2024. Và phiên bản 2024 thì hiện tại bên Trinh đã lên khá là nhiều màu đẹp, khá là nhiều màu sơn 3D. Tại vì cái phiên bản 23 là nhà máy bỏ mẫu rồi, không còn nhập về được nữa cả nhà. Hình như chỉ còn được 2-3 chiếc gì đó thôi. Đó, thì ví dụ mấy anh chị nào mà đang vẫn còn tìm kiếm phiên bản cũ á, thì nhanh chân lên cửa hàng gặp em để rút xe. Còn phiên bản mới thì bên Trinh về đầy đủ tất cả phiên bản, tất cả màu zin. Và thêm vào đó thì bên Trinh có lên màu sơn 3D để mấy anh chị lựa chọn nữa. Màu sơn 3D ở bên Trinh thì như mấy anh chị đã theo dõi kênh lâu rồi thì sẽ biết là đa màu sắc cho mấy anh chị lựa chọn luôn. Và tất cả những màu sơn sẽ bảo hành đổi màu cà vẹt luôn cho mấy anh chị chạy ha. Rồi, cái phiên bản đầu tiên mà em chọn á, em quay ở đây á, là cái phiên bản màu xanh lá, tem Racing nha cả nhà. Cái tem này thì bên Trinh hay quay cho cái màu đỏ candy, nhưng mà ở đây thì em Trinh lên màu xanh lá cây, một màu sắc rất là lạ để cho mấy anh chị lựa chọn ha. Màu xanh lá rất là đẹp và nổi bật luôn. Đó, cả nhà quan sát nha. Cà vẹt sẽ ra là xanh đen. Rồi, tem Racing này thể hiện được tên xe ở phân khối và nhãn hiệu xe để khi mà mấy anh chị chạy ngoài đường á sẽ không bị lẫn với những dòng xe khác nha cả nhà. Đó. Này, cả nhà quan sát này. Cái chỗ cái mâm đó là có cái tem đó là sao em? Tem này là phiên bản nào mà có cái tem ở đây nha? Dạ, bản này là bên em lên từ phiên bản ABS màu xanh đó cả nhà. Đó. ABS luôn nha mọi người. Rồi, cả nhà quan sát. Cái mâm có cái tem rất là xịn nha các bạn anh chị mình. Đó. Cái màu này mà ví dụ mà anh chị cảm thấy phiên bản ABS mà nó cao á thì có thể mình đi phiên bản tiêu chuẩn hoặc là phiên bản cao cấp không ABS cũng được, thì cái giá nó sẽ mềm hơn rất là nhiều nha cả nhà. Nó sẽ tùy phiên bản, tùy theo màu, cái giá cả nó sẽ dao động, nó chỉ chênh lệch nhiều á mấy anh chị. Cho nên là khi mà mấy anh chị mua xe thì cứ lên cửa hàng coi xe và chọn phiên bản, thì em Trinh sẽ tư vấn kỹ hơn để mấy anh chị chọn theo cái nhu cầu cũng như là cái điều kiện kinh tế của mình hiện tại nha. Đó, rồi cả nhà quan sát này. Đó, màu rất đẹp luôn nha. Rồi, ngoài màu này ra thì em Trinh có lên một màu xanh bơ cũng rất đẹp. Và cái bản này thì hồi trước là em Trinh lên cho phiên bản 2023 thì rất là bán, rất là chạy luôn đó. Hầu như là đăng ở kênh nào thì cũng được khách hàng quan tâm rất là nhiều. Màu xanh bơ rất là đẹp nè mọi người. Đó, tem thì cũng không quá là cầu kỳ đâu, nhưng mà nhìn thấy con xe nó rất là mát mắt luôn á cả nhà. Đó, cực kỳ đẹp luôn cả nhà quan sát này. Cà vẹt của chiếc này cũng ra là xanh đen luôn á mấy anh chị. Cái hàng như là màu sơn này thì giá nó có chênh lệch hay là như thế nào không em? Dạ, tất cả các màu sơn 3D đều bằng giá nhau hết. Ví dụ như là mấy anh chị không thích những màu em sơn sẵn tại cửa hàng mà muốn thêm chi tiết hoặc là muốn lên một màu khác thì em Trinh sẽ hỗ trợ lên màu theo ý của mấy anh chị. Và cái chi phí sơn sẽ bằng với những chiếc sơn sẵn tại cửa hàng luôn nha mấy anh chị. Đó. Và rồi, những cái màu sơn đây thì khi các bạn anh chị mình mua về đã lưu thông trên đường hay giấy tờ như thế nào em? Dạ, bên em sẽ hỗ trợ đổi màu cà vẹt hợp lệ cho mấy anh chị chạy luôn nha. Đó. Có nhiều anh chị cũng có thắc mắc hỏi vấn đề này rất là nhiều luôn anh chị. Nói chung màu sơn thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu cả nhà. Cứ trùng với màu trên đăng ký của mình là được ha. Không ảnh hưởng gì hết. Rồi. Còn về phần trả góp thì đối với bản này thì các bạn anh chị mình mua trả góp trả trước nhiêu em? Dạ, đối với xe Tô 155 anh chị mua góp chỉ cần trả trước cho bên em từ năm cũ thôi nha mấy anh chị. Đó. Và có điều kiện thì trả trước 20% em Trinh hỗ trợ nhà cà vẹt gốc và làm có lãi suất ưu đãi nha. Đó. Ok em, các bạn mình muốn trực tiếp đến cửa hàng thì cứ liên hệ cho Trinh ha. Trinh sẽ gửi cái vị trí chính xác cho các bạn mình đi đến cửa hàng để mình coi xe trực tiếp luôn nè. Ở qua số điện thoại thì mình có để trên màn hình luôn nha anh chị. Rồi, tiếp sau đây thì cập nhật luôn cho anh mẫu xe X-Center. Ngoài hai màu này ra thì bên mình còn màu nào nữa không em? Dạ còn anh ở dưới này cả nhà. Đó, rất là nhiều màu, nhiều mẫu cho mấy anh chị tham khảo. Nếu mà mấy anh chị đang quan tâm ký dòng xe này thì hãy cứ inbox ngay Zalo cho em để em gửi thêm một vài mẫu nữa cho mấy anh chị tham khảo nha. Ở dưới rất là nhiều luôn nha các mấy anh chị. Ngoài những cái màu mà bên em chưa ở showroom á thì ở kho thì bên em rất là nhiều màu jean luôn á mấy anh chị. Đó, ở dưới còn ở đây là mình bản 2024 hết em. Dạ 2024 hết đó cả nhà. Đó, ở dưới là 2024 hết. 2023 như còn một hai chiếc. Đây, rất là đẹp nha các bạn. Dạ. Các bạn mình cần coi chi tiết cái màu nào thì có thể liên hệ cho Trinh luôn nha. Ở đây thì hình như là 23 còn đây hả? 23 phiên bản kỷ niệm 60 năm hàng cực hiếm luôn á mấy anh chị. Đó, giờ có nhiều cửa hàng không còn hàng. Đó, bên em vẫn còn. Bản này hiện tại giá nhiêu em? Bản này hiện tại là bên em đang bán ra với giá là 44 triệu. Mấy anh chị có liên hệ đặt lịch trước, em sẽ hỗ trợ giảm 2 triệu là còn 42 và sẽ hỗ trợ thêm chi phí xăng xe lại khi mấy anh chị lên cửa hàng mua xe nha. Đó. Rồi, tiếp tục cập nhật cho anh chị các bạn mình là mẫu mệt kinh nè với lại cho 50 nè. Dạ. Mệt kinh nhập nguyên chiếc tiệm đô về nè cả nhà. Đó, cái bản này là bản màu xanh đen.
Thì cái phiên bản của Indo thì nó có 3 màu zin, là màu đỏ, màu xanh đen và màu xanh GB. Thì bên Trinh về đầy đủ. Ở đây thì Trinh có cái chiếc này, chừng ở đây thì Trinh quay cho cả nhà tham khảo ha. Nói chung là rất là nhiều anh hỏi cái mẫu này đó, và cái số lượng nhập về cũng không có nhiều cả nhà, lâu lâu mới nhập được một lô vài chiếc thôi, cho nên là nếu mà ai đang tìm kiếm thì hãy nhanh chân lên cửa hàng gặp em nhé. Đó, nhập nguyên chiếc nha cả nhà. Giá hiện tại nhiêu em? À, giá hiện tại của bản này là 45.500.000, mấy chị có liên hệ trước em giảm 2 triệu đồng còn 43.500.000. Nhớ alo trước là Trinh khi lên cửa hàng nha, sẽ được giá ưu đãi. Dạ. Đấy, những cái màu còn lại thì giá cũng vậy ha. Dạ đúng rồi, bằng giá nhau hết. Màu sơn thì tính riêng ha. Tiếp rồi, tục cho 50 nè. Tiếp theo là 150. 150 ở đây thì bên em có 5 chiếc phiên bản giới hạn. Đây, em đầu tiên là em màu xám đen. Màu xám đen phiên bản giới hạn luôn nha cả nhà. Đó, màu zin hết nha cả nhà. Ngoài màu zin ra thì bên em có hỗ trợ lên màu theo ý của khách hàng nữa, cho nên là ưng màu nào thì cứ gửi mẫu qua Zalo em Trinh lên màu nha. Cái bản này là bản S Center cho 50 lắp ráp tại Việt Nam nha các bạn. Dạ đúng rồi chứ. Hồi nãy mình xem là cái bản này nhập khẩu nguyên chiếc. Nguyên chiếc có cái giò đạp nè các bạn. Dạ. Ok ha. Rồi. Dạ. Rồi, tiếp theo là bản màu bạc. Màu bạc đen nha cả nhà. Đó, màu này cũng là màu zin của nhà máy luôn. Bản này có một số cửa hàng không còn hàng luôn á mấy anh chị. Đó, nói chung là cái hàng nó về nó không ít. Rồi, tiếp theo là bản màu xanh. Màu xanh này cũng là màu zin luôn. Xanh này kiểu như xanh xanh nhớt á cả nhà, xanh đậm á. Của nhà máy sản xuất, màu cũng rất là đẹp. Tem thì cũng hài hòa và rất là đẹp luôn nha cả nhà. Còn vẹt ra xanh đen nha cả nhà. Đó, rồi, tiếp theo là bản màu trắng ngọc trai hay còn gọi là trắng đen. Đó, trắng ngọc trai màu trắng rất là đẹp luôn nha cả nhà, trắng kiểu trắng nhám cả nhà. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha. Đi với cái tem màu tím nhạt. Đẹp luôn ha. Rồi, tiếp theo là bản xám ánh xanh. Màu xám ánh xanh. Đó. Đi với cái tem màu vàng dạ quang, màu xanh dạ quang cũng rất là đẹp luôn nha mọi người. Nói chung là về cái màu sắc của nhà Yamaha thì Trinh thấy là màu nào cũng rất là ok và đẹp luôn cả nhà. Còn mấy anh chị muốn phá cách theo ý của mình thì cứ lên Sông 3D thôi ha. Rồi. Đối với cái mẫu xe này á, thì hiện tại bên Trinh đang bán ra với giá là 43 triệu đến 43 triệu 500 tùy theo phiên bản. Mấy anh chị có liên hệ đặt lịch trước thì em sẽ giảm thêm 2 triệu nữa nha cả nhà, còn tầm khoảng từ 41 triệu thôi. Đó, và mua góp thì chuẩn bị cho Trinh tập khoảng từ 3 triệu rước xe về rồi nha cả nhà. Có căn cước công dân đủ 18 tuổi là mình Trinh bao hồ sơ cho mấy anh chị luôn nhé. Còn Trinh hỗ trợ tư vấn gì về thủ tục trả góp cũng như về xe, phiên bản xe thì cứ inbox ngay Zalo cho em nha. Và đặc biệt là hiện tại bên em đang hỗ trợ mua góp không cần trả trước đối với những dòng xe có giá trị từ 40 triệu trở xuống nha mấy anh chị. Chỉ cần có căn cước công dân đủ 18 tuổi là bên Trinh bao hồ sơ cho mấy anh chị luôn. Chi tiết như thế nào cứ alo ngay cho em vào số em có ghi dưới màn hình, hoặc là nhắn tin Zalo cho em vào số đó nhé. Rồi, cần em hỗ trợ tư vấn dòng xe nào cứ alo ngay cho em nha. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video nha. Cần em quay mẫu xe nào cũng bình luận ở dưới nhé. Bye cả nhà.